con nghe chú Tư nói mà óc ác của con hồi nãy giờ cứ con không biết sao giỡn, mà cứ cứ quặn lên nè. Chú Tư thấy không chú Tư? Thấy. Thấy giỡn óc ác con nổi hết trơn nè chú Tư. Vậy là có biểu hiện gì không chú Tư? Thì mình đã nói chuyện đây thì các ngài đã chứng minh cho mình rồi. Dạ. Đã chấp nhận cho mình nói con chuyện. Con thì hồi nãy con cũng có xin phép. Cao Hớn mình xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị em. Thì hiện tại mình đang có mặt tại chùa Bửu Sơn Tự. Còn ở đây chùa này thì cũng còn giữ một cái di tích rất là lâu đời rồi của Đức Quảng Cơ, Trần Văn Thành, là đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An. Thì phía trước mặt của mình đây là cái một cái ngôi chùa có từ rất lâu. Mình thấy ở trên có ghi một số năm là có từ năm 1899 đến năm 1960. Đứng trước mặt của mình đây là chú Tư, là ông Từ tại ngôi chùa này để trông coi. Thì hôm nay mình cũng có tới đây, nãy mình cũng có nhờ chú Tư để chia sẻ lại một số câu chuyện cũng như là một di tích chiếc ghe sáo bổ, để lần đầu tiên mình gặp chiếc ghe sáo bổ là như thế nào. Ở phía trước này thì có một cái chỗ thờ là Châm Quan. Bên trong ngôi chùa rất là đẹp luôn quý bà con cô bác. Những lối cái kiến trúc cổ xưa. Dạ chú Tư, con nghe nói có một cái cây ớt của ông. Đây, bên này. Cây ớt của ông. Dạ. Cây ớt của ông. À, đó. Là cây bên đây. Để con qua đây con quay cho rõ. Quay luôn. Ông Đức Cố chồng hả chú Tư? Không biết có ai nhưng mà cậu hai đem về đây là để tới giờ đó. Dạ, để trên đây để thờ luôn tới giờ. Để thờ tới giờ. Là tương đương bao nhiêu năm rồi chắc chú Tư? Chắc cũng cỡ 150 quá. Dạ. Còn 150 năm đó. Dạ. Ồ, cây ớt trên 100 năm luôn à. Thành thân gỗ luôn. Bởi vì mình không biết được đâu. Dạ. Chỉ các ngày thôi. Dạ, hôm nay con có thể là nhờ chú Tư qua dẫn con tham quan cái chiếc ghe sáo bổ. Chú dẫn con đi qua tham quan. Nói về cái sự tích chiếc ghe cũng như là có những điều mà màu nhiệm về chiếc ghe hả chú Tư? Dạ. Dạ, hiện tại con thấy chú Tư đang đi cà nhắc là bệnh hay gì chú Tư? Chú bị mà bệnh đứt sợi dây não này nè. Trời ơi. Đứt sợi dây não này mà được 2 năm mới đi được đó. Dạ. 2 năm, bị năm một ngay rằm tháng 10 năm 18. Dạ. Tới bây giờ đi được là cũng tốt rồi. Dạ, vậy rất mừng. Cũng nhờ ông bà chợ Phật độ ra. Ồ, xa xa con nhìn chiếc ghe quá trời đẹp luôn. Ừ, đó. Ồ. Chú thấy không? Đó. Ồ, ghe sáo bổ lần đầu tiên con mới thấy luôn á. Đó, đó, thì ghe của ngài đó. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa bà con, cô bác. Thì đây cái ghe này là ghe của Đức Cố đi đánh tụi Sơn Lạp Thiên Ra ngày xưa. Nhưng mà trước khi nói về ghe thì phải nói về cái chùa. Ngôi chùa này là của cậu Hai Nhu, Trần Văn Nhu. Dạ. Lập năm 1899 à, cậu mới đem ghe về đây trong này nhưng mà không dám đem lên thờ. Còn dạ, để bên đường đó, bên bển để mà giấu tụi Tây nó không có để nó phá. Nó phá quanh. Dạ. của nếu đồ các có cố là nó phá hết. À, tới năm mà tới lúc mà cho đến thời gian của sau này thì mình không biết sao mà đưa lên đây. Dạ. Nhưng mà biết thực tế là ghe chắc chắn này ghe này của Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Ông đó là cái ghe này 6 người chèo. Đó, bên trước là 3 bổ, sau là 3 bổ. Mỗi một bổ là một người chèo ha. Đây là một bổ. Một bổ là người chèo. Dạ. Bên kia là một người chèo. Đó là một người chèo. Vậy là ngoài trước này là 3 bổ. 3 bổ. Dạ. Yeah. Còn ở sau là 3 bổ. Có thì... thể mình đi giáp một vòng mình tham quan trước đi hết chú Tư. Đây đó. Dạ. Tôi dẫn chú đi đều. Ôi mấy cái hoa văn đây nè. Rất là đẹp luôn. Hoa văn chạm chỗ rất đẹp. Dạ, cái chiếc ghe này loại bằng cây gì vậy, chú Tư? Nếu theo mình biết thì chắc là loại sao á. Dạ. Là cây này là coi như là móc. Coi như là hồi đó là chỉ là chắc là rìu đẻo thôi, chứ bên đâu biết. Tại vì dấu. Dạ. Dấu rìu còn kìa. À, rìu là giống như là một cái dao bén rồi để đục thôi. À, như cái phản vậy đó. Dạ. Chứ ngày xưa đâu có cái loại mà để bào với loại ấy đâu. Đâu có loại bào đâu. Ồ, hoa văn rất là đẹp luôn á chú Tư. Ừ, đó. Ngày xưa mà ta đục chạm gì. Dạ, vậy là chiếc ghe này khoảng bao nhiêu năm rồi chú Tư? Ghe này nếu mãi thì khoảng 200 năm đó. Dạ. Khoảng 200 năm. Ồ, cái bánh lái cũng rất là đẹp luôn.
cái bánh lái này là đã còn mong khúc à. Dạ. Cái bánh này nó còn khúc mà bánh lái là cái thợ ngang làm chứ không phải là thợ chánh làm. Dạ. Cái ông này là ông trên cốc á, ở trên cốc tư á. Dạ. Thợ làm không được, làm vô ráp vô không ăn. Ông nói thôi để tôi làm. Đó thì ông mới làm ráp vô được cái bánh lái này cho ghe nè. Ồ. Vậy là cũng có là mầu nhiệm rồi, thợ thợ chính làm ráp không được. Thợ chính là không được, mà ông này ông tự nhiên ông tay ngang ông lại ông làm. À vậy ông, là ông có xin... duyên với ông Đức Cố. Ông làm cái bánh lái này ta chứ hồi đó bánh lái còn khúc à. À, dạ. Còn khúc này đây, rồi nhất bà con ta đẻo đây rồi tôi uống hết rồi. Dạ. Cái bánh lái đó là bà con ta đẻo xin đẻo ta giạt. À, vậy là chiếc ghe nó màu nhiệm rồi bà con mới xin mấy cái phần giạt cái nấu nước. À, nấu nước uống. Dạ. Tức rồi, là linh nghiệm chứ không phải như là... nấu nước uống vậy thì chú Tư có nghe bà con của bác nói là hết bệnh không chú Tư? Thì bà con nói là hết bệnh. Dạ. Uống là hết. Ồ. À, còn bánh lái này ghe là bánh lái mới đó, là năm dạ. Là trước giải phóng không biết bao lâu không biết có dạ. Là ba cái đó là sáu cái vô chèo. Dạ. Dây thì dây mới á. Dạ. Nhưng chèo là chèo cũ. Dạ. Nhưng mà cái đặc biệt là cái dây đó không có, không phải là dây thường mà là dây đai đó, mà hồi đó làm dây thông để bà con đeo á. Dạ. Ở trên cốc Công Tư mới có cái dây đó, mới nó trồng cái dây đó là cái cây nó như cái bố vậy đó. Dạ. Vậy là cái dây đó cũng là quyền bí nữa. À, mới làm được. Mới được. Chứ không phải là mình đánh dây chèo dạ. kêu không phải. Không phải là mình đánh đại mà để gắn vô đúng, đó được. Đúng rồi. Hồi nọ cái bánh lái không là thấy quyền bí rồi. Đúng rồi, hai bánh lái được quyền bí. Quá trời đẹp chiếc ghe. Trời ơi. Rồi lúc trước con có nghe chú Tư mà có kể về một số điều mà linh thiêng về màu nhiệm chiếc ghe này như thế nào á. Dạ. Vì mình ra mình trước ha chú Tư. Ra trước. Trời ơi. Quá trời đẹp luôn, ngày xưa mà đục bằng cái mấy cái ấy không à, hoa văn mà rất là đẹp. Đi ghe là lòng bằng máy luôn ha chú Tư. Cũng như lòng máy á. Tính ra con đâu có thấy cũ gì đâu chú Tư, vẫn còn nguyên vẹn. Thì nó nguyên vẹn đó. Dạ. Vẫn còn nguyên vẹn luôn. À, trong đây là cái phòng ngủ của ông. Có cái chỗ đó là của ông và Phật thầy Đàm Đạo đã dạ. Bàn cơ binh là Phật thầy Đức Phật thầy Tây Đức An. Phật thầy Tây An với dạ. Ông đó là bàn Đàm Đạo dạ. Cơ binh. Dạ. Đó. Rồi sau này là bà cố với ông hai cũng đi cái khe này để lên Cò Sặc để tìm dạ. ông hai lãnh. Dạ. Đó, từ là ông hai lãnh là kêu ông hai Cò Sặc đó. Dạ. Đó, là cũng cái là cái ghe này. Vậy là Đức Phật thầy cũng từng ngồi trên đây để đàm đạo với ông Đức Cố. À. Dạ. Bởi nó có sự mò linh nghiệm như vậy đó. Dạ. Đây nói về cái mũi ghe thì dạ. Hồi đó là mũi ghe nó bị chẹm, nó bị mục đi. Nó chẹm rồi cái ông ba thứ tự nè mới dạ. Kêu cái ông mà thợ mộc để làm mũi ghe lại. Dạ. Để xin phép con đứng bên đây nha. Ừ. Nó sáng đứng bên đó nó hơi tối. Dạ. Dạ rồi chú Tư chia sẻ. Mũi ghe đó là ông mới thợ mới rồi, ông mới làm cái mũi ghe này rồi. Nha. Dạ. Là mũi ghe rồi ông nói ghe gì mà không có khoan nào chét. À, ông nói ghe gì không có khoan chét, ông mới lại chỗ này đây. Là cái dây cong này đây. Dạ. Đó, ông mới lấy cái phần tay á. Ở đó là thì có cái phần tay. Ông mới lấy ông dặn để mà ông làm cái phần đầu giác. Dạ. Nhưng mà ông dặn hai tua là ông lật ngang chết rồi. Ồ. Nó như vậy đó. Tức là ông đó không xin phép ông Đức Cố. Ông xin phép để dạ. Mà làm. Đó là tự làm cái đó một bà con kêu làm cái mũi ghe thôi cho rồi. Dạ. Rồi ông nói rồi nhưng thôi rồi đấy làm phần giác ghe gì không có phần đầu giác. Dạ. Ông ấy khoan là lật chết rồi. Ồ là tại vị trí ngay chân ở đây. Đây là chỗ này là cái sự dạ. Cái gì khoan đó đó. Là ông chết là bắt đắc tiệt tử trên chiếc ghe này tại chỗ này luôn. Trời ơi, linh quá. Hai nữa là hai cái đội ở mương lớn là để cho uống dầu là 5 năm cho uống dầu một lần. Dạ. À, thì cái ông mà được cho như ông A ông B đi, ông A được cho là được quyền là chú uống dầu thì ông B ông thấy gì không, ông không được thì ông mới ông lại sao ông dạ. Lại sau này ở ngoài sau này
Dạ, uống dầu là sao chú Tư? Chú Tư có thể nói rõ hơn cho con biết được không chú Tư? Là dầu mình nó là đổ xuống khoan cái chạc cho nó uống, cho nó rút. Đi là tới ngày cái tháng nào đó là phải đổ dầu xuống những cái này. Giống như mình rửa mới. Rửa mới vậy đó. Dạ. Rồi mình chạc rồi mới tha cho nó đều. Dạ. Thì ông là ổng mới không được. Ổng đã xin keo không được, ổng làm liều. Dạ. Ổng tính là không có gì xảy ra. Ổng mới vô xách thùng dầu chạc. Ông đổ rồi ông lấy tay ông quơ phát phát gì mệt thà cỡ kéo ra thì chết. Trời ơi. Đấy. Tức là cũng không xin phép. Không xin phép. Cái đó tại vì có người ta đã xin phép rồi. Dạ. Hai đội xin phép nhưng mà người thì được, người thì không được. Người không được thì tự ý làm. Tự ý làm. Dạ. Ồ. Nó còn mới đây nhất là anh Ba Kheo nghe. Dạ. Mới đây nhất thì anh Ba Kheo là anh giữ cái ngôi này. Dạ. Là ảnh không biết vô đây làm gì mình không biết. Tại vì lúc đó chú ở bên kia. Dạ. Nhưng mà khi ông vô đây rồi ông chở qua bển thì ông đã xịu té rồi. Thì bà này bà xã tôi mới đỡ ông lên. Đỡ lên đưa vô là thục lưỡi rồi. Thôi ơi. Đó. Tức là trước quá trình đó là đã qua chiếc ghe này không qua biết làm gì. Này, không biết làm gì. Dạ. Đó rồi mới ra tôi qua tới cái chỗ săn, cái chỗ mà cây cọc cờ đó. Dạ, cọc cờ bên săn bển. À, thì là nó xịu té rồi thì bà này mới đỡ lên, bà nên kè vô nằm võng là thục lưỡi rồi. À, rồi chú Tư có hỏi lý do gì không chú Tư? Thì bà này hỏi thì sao, ông nói thì thấy bụi lên quét nhưng mà thực tế thì không biết. Nhưng mà có gì cũng phải xin ông, cũng xin các chữ thần người ta. Tại vì ghe đâu phải là ghe thường. Dạ. Ghe có Phật nè, thầy có nè, đức cố có nè, cậu cậu có nè, bà cố có nè, các chư thần được có ở đây. Mình về tâm linh thì phải nói về tâm linh. Dạ. Thực tế thì không có gì hết. Nhưng bây giờ ai muốn gì thì bước lên, mở bước lên. Dạ. Không xin phép mở bước lên, vậy thôi. Cho phép con hỏi là con nghe chú Tư nói mà óc ác của con hồi nãy giờ cứ con không biết sao mà cứ quặn lên nè, chú Tư thấy không chú Tư? Thấy giận ốc ác con nổi hết trơn nè chú Tư. Vậy là có biểu hiện gì không chú Tư? Thì mình nó nói chuyện đây thì các ngài đã chứng minh cho mình rồi. Dạ. Đã chấp nhận như mình nói con chuyện. Con thì hồi nãy con cũng có xin phép, con cũng thắp hương trước. Không, con xin phép ông Đức Cố để cho phép con quay một đoạn clip về di tích chiếc ghe của ông để cho bà con cô bác biết. Đúng rồi. Dạ. Thì chú có bổn phận là các ngài cho nó nói sao thì mình nói vậy. Dạ. Không thêm bớt. Vậy thôi. Dạ. Tại vì chú cũng từng chứng kiến qua những 3-4 vụ mà đã học máu cũng như là mắc tại đây thì chú cũng rút được kinh nghiệm hả chú Tư? Đúng rồi. Biết gì nói nấy. Vậy à? Không dám nói bậy. Dạ. Mình nói bậy rồi coi chừng của mình á, tới mình à. Lúc mà chiếc ghe này đem lên trên đây để thờ cúng cũng như là cho bà con cô bác xem thì cũng là gần 200 năm. Dạ. Dạ. Rồi con từng nghe em Nhật lúc trước nói với con á, kể cho con nghe là chiếc ghe này còn tránh được những cái đạn bom gì đó là sao chú Tư? Đây không có miếng mà không có vết đạn nào hết trơn. À, mà đạn pháo của Pháp của ấy đồ là bắn rất là nhiều luôn. Bắn nhiều. Nếu mà rất là không vô. Bắn không vô. Không vô. Coi như là nó rớt dưới nước này hết. Cũng là bắn ngay chiếc ghe mà không trúng rớt nước. Rớt nước hết. Ồ quá trời màu nhiệm luôn. Mới màu nhiệm. Bởi Cố mới là đứng đây nha, đứng ở đây. Dạ. Thì ba người chèo đó thì dạ. Thời gian mà ông đi thì lúc mà ông thất trận bái thưa thì ông đã đi, thì trên đường đi là ông gặp ông Năm Chèo, ông dẫn đường đi. Ông Năm Chèo là của ông có ông Đình Tây nuôi. Có con sáu lớn. Dạ, sáu thằng. Ông mới dẹt ra đường cho chèo mới nổi, chứ ông không dẹt là không bao giờ chèo nó. Thì không dẹt là chèo nổi thì tay nó đã tết rồi. Dạ. Ổng nếu mà phải thì có người cứu, không phải thì phải chết tại đây, quánh một trận tại đây cho rồi. Dạ. Cố nó đã nói vậy thì tự nhiên ổng thịt lên, ổng dẹt rồi là đi à. Ồ, tự ông như ông Năm Chèo vậy đó. Mới nói tại sao mà cái sự đó là đã các ngài ở trên đã sắp xếp rồi. Dạ. Bởi vì phải tới ngày giờ đó ông phải đến đó để cứu Cố. Cứu ông Đức Cố. Vậy thôi. Mà ông con Năm Chèo này là lệ ông Đình Tây là người đệ tử thứ hai của Phật thầy Tây An nuôi. Là gìn giữ ông đó. Dạ, nhưng mà cũng có liên kết với ông Đức Cố để cứu. Tại vì
cái đó cái nợ nần của ta là sao đó thì nó cái chuyện đó người ta tính. Dạ. Nó bây giờ mình chỉ biết là bổn phận mình trình hoài qua trình kia qua cái chuyện qua ngày thôi. Dạ. Vì là chiếc ghe này là thời Pháp là bắn đạn với đầu vô ngay ghe luôn mà không bao giờ mà trúng vô đây được, rớt xuống nước hết. Rớt xuống nước hết. Bởi vì con đi con nhìn con thấy cũng đâu có một cái vết đạn nào mà không dính trên cái chiếc ghe nào. Nào chứ. Dạ. Nó vết đục đẽo không à? Nếu vết đạn bắn thì sẽ lủng ghe rồi. Đúng rồi, lủng ghe. Dạ. Nãy giờ con quên hỏi chú Tư. Rồi giờ chiếc ghe này á, xuất xứ từ ai đóng mà lại huyền bí và màu nhiệm cái thế. Cái này thì không biết ai đóng, nhưng mà theo truyền thuyết của ông bà để nói lại cho mình nghe thì ghe này là của ông Sải Xà Lam. Dạ. Ông Sải Xà Lam ông đóng cái ghe này là của ông đi, không biết là ai đánh đóng, nhưng mà không biết ông với sáu người Miên á. Dạ. Chèo cho ông đi xuống tại Láng Linh á là đấu với Đức Cố. Dạ. Thì hai ông thì ông vừa đến tới thì cố ra buộc mũi ghe thì ông đó là thư ông đã cố cái rồi. Thư là yếm bùa đó hả chú Tư? Ừ, thư rồi. Là dạ. Đức cố cũng rùng mình cái nghe. Ồ. Đức cố rùng mình cái rồi mời lên uống nước trà. Thì cho láng chạy đâu có như nó đâu lớn. Dạ. Lên láng chạy thì tới uống nước trà thì cũng làm thêm một lần nữa. Dạ. Ông Đức cố cũng rùng mình. À, rồi tới cua lần thứ ba ăn cơm xong làm cho ông cố thêm một nữa, ông cố cũng rùng mình thôi. Rồi ông mới hỏi gì chứ tôi đã thư ngày là ba lần sao ngày chưa không thấy gì chứ. Yeah. Đức cố trả lời là không có gì qua phép Phật hết. Yeah. À, ông mới quỳ xuống lại Đức cố là xin làm đệ tử Đức cố. Yeah. Và hiến cái ghe này cho cố để đánh trận. Dạ, vậy con hiểu rồi. Đó. Chiếc ghe này vậy là của ông Xà Lam. Của Sải Xà Lam. Sải Xà Lam. Vừa ở trên Nam Giang về. Dạ. Vậy thôi chứ mình không biết là cái thì ông bà tổ tiên mình kể sao thì nói vậy. Dạ. Vậy là cái câu của Đức Cố Quảng mà nói với cái ông Xà Lam này là sự thật. Sự thật. Sự thật là sẽ thắng hết tất cả. Đúng rồi, tại vì không có gì phá qua phép Phật hết. Dạ. Chỉ có Phật là mới giải quyết được cái này, còn cái chuyện đó là bình thường không có gì hết. Dạ. Vậy đó. Cái đó cũng là một cái câu học hỏi ha chú Tư. Quỳ xuống mà lại là Đức cố và xin làm đệ tử Đức cố. Dạ. Và Đức cố mới dạy pháp để cho ông về trên Nam Giang là ông tu cũng đắc đạo chảnh luôn. Dạ, con nghe nói là ông sư Sải Xà Lam này cũng đắc đạo luôn á. Đắc đạo luôn. Dạ. Cũng như ông bướm giờ lúc mà Đức cố đánh là bắt hai ông vậy. Dạ. Rồi cũng ấy rồi truyền pháp rồi hai ông cũng về trên núi Cấm mà tu cũng có điện ông cho ông bướm đó. Dạ có. Đó là hai tướng lĩnh của. Dạ. Rồi sau này cũng về là phục dịch cho cố thôi. Dạ. Thì mỗi một ngày mà trung bình mà khách đến đây để thăm viếng chiếc ghe này cũng như là cúng cậy nôi chùa Sơn Tự của mình đông không chú Tư? Thường ngày thì tùy theo ngày. Dạ. Chứ ngày lễ thì mình cũng đông lắm. Ngày lễ như ngày 21-22 ở đây mình cũng là bà con đến cũng đông, cũng cả ngàn chứ không phải là ít. Dạ, cái ngày lễ chính chú Tư có thể cho bà con cô bác biết chú Tư. Cái ngày lễ chính là ngày 21-22 tháng 2. Dạ. Là ngày của Đức cố là đánh với tay là rút đó. Dạ. Thì đó là ngày 22. Mình cúng ở đây cũng ngày 22, ngày 21 là tiên. Dạ. Ngày 22 là chánh. Rồi cái ngày đó cúng đó thì cho con hỏi là bên cái phần chiếc ghe sáu bổ này á thì mình có cúng những cái phần lễ gì trên phía bên đây không chú Tư? Có, thì đây là một mâm. Dạ. Đây là một năm. Đây là cúng cho cố, bên này quân đội cố. Dạ, quân đội thì mình cúng mặn hay cúng chay? Cúng mặn hết. Dạ, tại vì quân đội mình không có cúng chay. Cái đó gọi là binh gia phải không chú Tư? Đãi là đãi chay. Dạ. Chứ không có đãi mà mình cúng mặn hết. Dạ. Tại vì là mà mình cúng là cúng quân đội chứ không phải là. Dạ. Cúng theo Phật pháp. Đó, cái đó là những cái đó ta gọi là binh gia phải không chú Tư? Dạ, binh gia là những quân lính. Cái quân gia nghị, binh gia nghị của cố đó. Dạ. Tại vì cố có 17 đội. Từ. Dạ. Đội 1 cái đó đội 17 là mỗi một đội là trên dưới cả ngàn. À. Mà 17 đội thì chú tính đi nhiều lắm. Dạ. Và quân đội của ông cũng đông lắm. Dạ, vậy
chú Tư có thể là cho con biết được cái địa chỉ tại cái sơn tự này á, địa chỉ rõ ràng để cho bà con cô bác mà muốn đến viếng thăm chiếc ghe cũng như đến cúng ở đây á. Đây là cái ngôi mũ sơn tự của cậu Hai Lập. Dạ. Đó là nó thuộc ấp Long Bình, xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Đó. Dạ. Ngay ấp Long Bình, ngay ủy ban xã ấp Long Bình luôn. Dạ. Là xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Dạ. Thì như lời của Phật thầy nói là tổng liên hòa người đến dây đầy mà xuồng chè móc máy đó là Kiến An. Dạ. Thì nó cũng dính nhau như vậy đó. Dạ. Thì bà con cô bác nó có sự tâm linh thì nhớ về quê xưa kính cũ thì về đó. Dạ. Trình diện các ngài vậy thôi. Nãy giờ con quên, tại vì con từng đi tham quan một cái chiếc ghe bốn bổ của ông sư gì nè chứ. Sư Gò Mối hả? À, ông sư Gò Mối. Dạ. Hồi đó giờ con mới thấy một chiếc ghe mà sáu bổ như thế này. Thì con xin phép hỏi chú Tư là hiện tại bây giờ ở miền Tây mình còn loại chiếc ghe nào sáu bổ tại miền Tây mình để làm di tích nữa không chú Tư? Bây giờ thì chứ không còn một ghe nào mà sáu bổ nữa, chỉ có ghe cố thôi, chứ một con ghe bảy bổ, nhưng mà ghe bảy bổ thì bây giờ chưa có biết được. Dạ. Còn một ghe bảy bổ nữa. Ủa, bảy bổ là của ai chú Tư? Không biết của ai, nhưng mà tại vì trong cái ông ba có nói, trong cuốn chính bổ ông ba có nói. Dạ. Thì ghe 6, ghe 7 nhập lại mới thành đoàn được. À. Bây giờ là mình cũng đương chờ cái ghe 7. Vậy đang chờ một chiếc ghe 7 bổ để xuất hiện, hai chiếc kết hợp lại. Đúng rồi, đó. Đó là về mặt tâm linh, còn cái về ở tự nhiên thì không biết đâu. Dạ. Vậy thôi. Chiếc ghe quá trời đẹp luôn chứ tôi ơi. Tính thời điểm hiện tại bây giờ mà có một chiếc ghe như thế này cũng đâu phải có đâu. Nó ít lắm. Dạ. Coi như hiếm luôn chứ không hiếm có luôn mà... không có luôn á. Không có luôn. Rất là sắc sảo. Cái này là mình để mình chống cái cây vô đây hả? Đúng rồi, cây sào. Chống cây sào vô. Dạ. Cũng cả 200 năm rồi còn đó. Dạ. Cái cục sắt này cũng 200 năm luôn rồi nè, còn nguyên hiện. Đâu phải là mới đây đâu. Dạ. Nói chung thì chiếc ghe này thì không ai dám mạo phạm hết. Muốn đúng làm rồi, cái gì rồi. Thì chú Tư phải đốt nhang và gian giái mới bước lên được. Đúng. Đó, chú thấy rõ ràng. Dạ. Các ngôi đều phải là đốt nhang cúng, mình vẫn cúng hàng ngày, hai thời cúng hai thời, cơm cũng gì cúng hai thời ở bàn Phật ông Hai và của quyền. Dạ. Nói vậy đó. Dạ thôi, cũng chiều rồi, con còn đi tuốt trên giờ này, con phải chạy lên tuốt tỉnh biên nữa. Rồi con xin chúc chú Tư được dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe để chăm lo cho ngôi chùa của mình, giống như là chăm lo lại cái di tích của ông Đức Cô Quảng Trần Văn Thành, để cho bà con cô bác đến tham quan ngày càng đông và người ta tu tập thêm á. Dạ, chú Tư. Cảm ơn chú ơi. Dạ. Rồi, câu hớn mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi clip của mình nha.